Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng có mặt tại Đán Dầu và trở lại đây thì các bác biết một câu chuyện tại Đán Dầu, quay trở lại nhà chú giáo. Hôm nay thì Thắng có mua chút đồ vào đây, thứ nhất là để nói chuyện với gia đình chú giáo, và Thắng có gửi 1 triệu của anh chị Hạnh Phấn. Đấy. Thắng sẽ trích từ cái số tiền của anh chị Hạnh Phấn giúp đỡ gia đình chú giáo 1 triệu. Đấy, và tí nữa thì Thắng sẽ vào nói chuyện với cả em gì nhỉ, em gì Hạnh nhỉ, giáo nhỉ, em tên là gì nhỉ? Anh em đó. Con của chú tên là gì? Trung. Trung à? Trung. À, em Trung. Em mới nổi rất nhiều hạch cổ và trong các nách háng. Tí nữa thì nhờ em Hậu ngó qua một chút đấy và trao đổi với cả gia đình và em Trung đấy, để cho gia đình có thể nắm rõ được những cái tư tưởng để có thể biết đâu mà cứu giúp được em Trung. Đấy, thì là cứ ở nhà thì cũng rất là nguy hiểm đấy. Bệnh tật thì nó không trừ ai, mặc dù là trẻ, vợ chồng trẻ, nhưng mà điều kiện kinh tế hiện giờ thì ở cùng bố mẹ thì cũng là hộ nghèo, được Tất Thắng ngày trước cũng cái nền nhà này cũng được hỗ trợ đấy. Từ ngày đó được hỗ trợ đến giờ, thế nên là không biết là bao giờ mới có cái điều kiện để mà đưa được em Trung đi viện đấy, và cũng phải để cho bác sĩ người ta khám thì mới kết luận được chính xác xem nó là bị làm sao, không cứ ở nhà nói là ung thư với cả này nọ thì nó cũng hơi khó đấy. Rất mong rằng là sẽ được cái sự đồng thuận của gia đình để tiếp tục vận động đưa em đi ra viện đấy, để khám và theo bác sĩ người ta kết luận như thế nào. Đấy. Bây giờ thì sẽ đi vào trong gia đình và nói chuyện. Đấy. Anh Sự vào cất cái đồ này, anh cất đi, thì chú giáo dẫn vào cất thịt với những thứ xuống bếp, cất cả rau đắng xuống. Đấy. Anh em rửa chân rửa tay xong vào trong này. Vừa nãy leo một trận gần chết rồi. Mấy anh em đi hơi căng ấy. À, xin chào. Ai à? Chuột à? Không phải đâu ạ. Nhà đang nấu món gì đấy? Ôi, lại làm gà á? Ô, làm gà cho chắc người ốm ăn thôi đúng không? Cho anh Thắng lên á? Ôi à, căng thế nhở, anh Sự phải xem mấy đâu. Không còn má quan tài, anh phải chế biến các món ăn đấy. Má quan tài về công việc gia đình hơi lâu. Đâu rồi? Trung đâu rồi? Trung ơi! Dậy được không? Hai vợ chồng đâu rồi? Báo lại đi vắng. Anh Hồng thì đi thu tiền điện. Trung ơi! Dậy được không em? À, ra ngoài này xem nào. À, vợ lấy cái ghế cho Trung nó ngồi đây cho sáng rồi kiểm tra nào. Ra hẳn ngoài này. Ra ngoài được không? Anh Sự lấy em trên ghế đây. Này anh nghĩ chắc không phải ung thư. Bạn này sinh năm bao nhiêu rồi anh? 99. 99 à? Bị lâu chưa? Em bị được hơn 1 năm. Hơn 1 năm à? Thế có đau tức gì không? Có. Tức cái này hả? Người có người lúc nào cũng đau bấm thế hả? Cơm kiếc ăn có ngon miệng không? Ăn được. Ăn được. Thân mùng bác. Nhưng ăn thấy vướng cổ hay là không muốn ăn, hay là muốn ăn không ăn được, hay là không muốn ăn? Không muốn ăn. Không muốn ăn. Vâng. À.
Thế trước kia là có bị đau hay bị viêm cái thứ ở đâu mà nó nổi cục lên không? Không, trước là không bị. Có bị ngã hay bị xước cái thứ gì ở đâu không? Lúc đầu là nó bị một bên bẹn này. Đấy. Xong nó mới lên trên này. Đó, thế là khả năng là hạch chạy. Có người điện cho anh bảo là hỏi xem là trước kia là có bị viêm cái gì không, xong là nó bị lên hạch ấy. Phản vệ ấy. Như kiểu mình bị đau cái thứ gì đấy là nó lên hạch đấy, nổi hạch lên đấy. Nách có không? Nhiều hết như này à? Vâng. Cả trong bụng cũng có. Đi siêu âm bác sĩ. Trong bụng ở vùng nào? Hả? Tự nhiên bạn bị à? Vâng. Lúc đầu là em đi làm công ty nó mới đi. Lúc bị bạn đang ở chỗ nào? Em đang ở Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc à? Vâng. Khu nghiệp à? Vâng. Làm công việc gì trong đấy? Em làm điện tử. Điện tử à? Vâng. Lắp ráp linh kiện điện tử. Vâng. Làm bao lâu thì bị? Em làm được 8 tháng. Chưa có tiền sử bệnh gì không? Vâng. Trước khi bị bệnh này bạn có bị bệnh gì không? Không ạ. Tự nhiên nó lên à? Vâng. Người có hay mệt mỏi không? Có. Không có sức lực hả? Vâng. Ăn uống là thấy đắng mồm. Không muốn ăn. Được một năm chưa nhỉ? Hơn một năm rồi. Dần dần nó cứ nổi nhiều lên như này, trong vòng một tháng này nó có nổi thêm cái hạch nào không? Hay là nó vẫn như này nó to ra? Cứ như này và nó to ra. Thôi cái này đưa đi khám đi, còn em nghĩ là như anh nói thì cũng chưa chắc đã phải bệnh nguy hiểm đâu. Bị một năm rồi cơ mà. Đấy, có thể là viêm. Anh như này, thằng Báo nó không có nhà, nhưng mà gọi vợ mới cả chú giáo, mới gọi chú giáo mới cả vợ ra đây cho xuống bệnh viện khám. Thế hôm trước bọn em ra bệnh viện tỉnh thì họ bảo sao, nói như nào? Lúc đấy em bệnh viện tỉnh là em vào 3 lần. Còn chưa, người ta không điều trị cho anh à, hay là nhà anh không có tiền điều trị? Không, bên bệnh viện đấy nó vẫn điều trị, nhưng mà phải mổ ấy thì ra gia đình không có tiền, không đồng ý. Anh có bệnh án anh đi xem nào. Dạ. Có, để tí vợ nó lấy. Ra phải mổ. Thằng này nó trẻ, bây giờ là nói chung là vẫn phải quyền quyết định là thằng anh trai, thằng Báo mới cả bố nó kìa. Chứ bọn này có tiền đâu gì đâu. Như anh quyết rồi còn không cơ hội mà mổ ấy. Này bác sĩ còn bảo khuyên mổ kiểm tra còn có cơ hội. Biết là anh quyết kìa, anh còn không mổ được kìa. Thế cứ đắp thuốc nam thì đọc có thấy đỡ gì đâu. Đỡ làm sao được. Đi khám người ta xét nghiệm các cái thông số người ta mới kết luận. Bác giáo đâu rồi? Ra đây, bác giáo ra đây. Bác bảo ai lấy cho cháu xem cái bệnh án cái. Bác này không rõ tiếng phổ thông lắm. Hồ sơ ra viện ấy. Đây, đứng đây, đứng bên này, bác đứng bên này. Lúc mà em vào làm viện đấy, lúc mà không có... Lấy cái bệnh án đây. Em là em đi chụp ở ngoài thôi. Các cái chiếu chụp anh chụp nó có kết quả ấy, thì anh đưa em xem nhỉ. Đây, cứng ngắc rồi. Nhiều lắm, cục to. Có bị lâu rồi. Đấy, mấy cái này này. Đây, đặt ở dưới. Đây là cái này bệnh viện đa khoa tỉnh nha. Kết luận không thấy tế bào ác tính này. Viêm hạch mãn tính thì ok gì. Không có tế bào ác tính ăn tiền rồi, như bác Viên rồi. Bác Viên cũng bổ phát là ok luôn này. Vừa rồi em đi là chẩn đoán là hạch Malifor hay cái gì đấy. Đây. Hạch Malifor á? Malifor ở Trung Quốc cơ mà. Gì cũng về Việt Nam được. Hạch bảo mạch hạch Malifor hay là hạch gì không ghi rõ thế không? Hả? Đang nghi ngờ là hạch ác tính. Hạch ác tính nhá. Đây kết luận đây, không thấy tế bào ác tính hết anh. Tờ này là từ năm ngoái rồi. Ngày bao nhiêu? Phiếu năm ngoái. Trả lời kết quả giải phẫu bệnh này.
Sắp hút kim nhỏ các anh, tức là lấy sinh thiết rồi này, đi xét nghiệm không cái báo tính này. 15 tháng 8 2023, bây giờ mới là tháng 2. Chưa tháng 5, tháng 8. 15 tháng. Đâu anh xem lại cái này này. Đây đây, bệnh viện đa khoa tỉnh kết luận đây. Đây là người ta là gửi mẫu đi ấy rồi. Mẫu đi xét nghiệm rồi, gửi về dưới trung ương không là trả kết quả lên. Hình ảnh vi thể thấy nhiều hồng cầu và các limo limofo đây. Thì rất bằng nhỏ kích thước bình thường. Cầu. Thì không thấy tế bào ác tính. Nhận xét hạch cổ. Tuyến dưới hàm bên. Hình cổ có nhiều hạch, hạch lớn là 18.9 x 31, 1.8 x 3 mm, thân nhiễm. Mày còn trẻ quá anh ấy. Mới phải nói là nhiều người nó đau lòng. Cái này bằng bệnh tuổi của anh chưa được mà. Nó không phải là bệnh nguy hiểm mà. Viêm hạch mong bằng mà. Cũng thật. 99. Kéo rồi. Xem hết chưa? Kết luận không ác tính là ok quá. Mỗi viêm hạch cho đi khám dưới ấy đi. Bây giờ cho xuống trung ương à? Vâng. Ung biếu chỗ cái bệnh viện mà bác Liên chữa đây. Ung biếu. Bệnh viện ông biếu ở dưới. Bây giờ thằng Báo nó không có ở nhà cơ. Ông giáo phải biết gì đâu. Ông Báo đi đâu mà gọi được Báo về không? Nghe máy. Hả? Nói chung bệnh như này không nên để lâu, bởi vì mình còn chữa được là còn may. Như ông Quyết thì alo ạ. Có tiền không chữa được nữa. Vâng, em nhắn cho. Khách đặt hàng, nhà hàng. Gan kém rồi. Uống nhiều thuốc không? Dạ. Bạn uống nhiều thuốc không? Thuốc nam. Các loại thuốc ấy, bây giờ hiện tại ấy. Bây giờ không uống. Trước đây là uống nhiều hả? Mắt vàng khè, khả năng men gan bị cao. Tôi nhìn mắt anh không có vàng không? Mắt anh này kiểu nghĩ nhiều vàng mắt chứ không phải mắt vàng. Nhiều vàng khổ. Vàng bây giờ như này, tí nữa nếu mà Báo nó không về ấy, nhưng mà anh khuyên này, gia đình là nếu mà anh thì không biết như nào, nhưng mà anh sẽ hỗ trợ được đưa xuống được viện. Đấy. Kinh phí thì gia đình hôm trước anh đưa 5 triệu ấy, không biết là gia đình đã tiêu vào cái vấn đề gì chưa. Nhưng mà tí nữa anh đưa tiếp 1 triệu nữa. Đấy, gia đình lo thêm một chút. Đấy, đi xuống dưới bệnh viện đấy xem sao. Đấy, anh sẽ đưa xuống Hà Nội. Bây giờ anh có xe rồi, các chú thích đi đâu anh cũng đưa được. Giá rẻ bất ngờ, mà không mất tiền. Đấy, anh đưa được xuống Hà Nội, giúp đỡ gia đình đưa đi được. Đấy, còn gia đình xem xét nếu mà phải có kinh phí thêm ấy, thì gia đình phải lo. Đấy. Hôm trước đã cũng giúp đỡ là chuyển 5 triệu rồi của anh em của cô Võ Thành Công đấy, chuyển đấy, là Thắng cũng đã chuyển vào rồi. Hôm nay thì có người giúp thêm 1 triệu nữa là anh chị Hạnh Phấn. Thì Thắng chuyển tiếp 1 triệu vào cho gia đình. Đấy, còn gia đình xem đi sớm được ngày nào tốt ngày đấy. Chứ còn nếu mà cứ ở nhà mà cứ bảo là không có tế bào, có tế bào K hay là không cho mổ. Thế không cho mổ là chờ chết à? Hả? Không phải không cho mổ mà là gia đình như này mổ. Đấy, thế gia đình cứ bảo không cho mổ. Thế không cho mổ là thế bây giờ em trẻ như này thì phải mổ thì nó mới có cơ hội, hiểu không? Cứ để to đành như này, hàng đống hạch trên người. Bác sĩ nói với cả em rồi. Trên 50 cái hạch trên người em đúng không? Như bác Yên là để lâu là có nguy cơ còn chuyển thành ác tính ấy. Đấy. May còn mổ sớm. Em thấy là bác Nhiên chưa? Là nó to lên bằng cái quả bóng luôn. Đấy. Mà người ta mổ vẫn còn sống. Mà em đây là tại sao mà người ta khi bị chuẩn đoán mà đưa đi phải đi làm thế mà lại không đi. Đấy. Thế nên là anh khuyên là gia đình là xem xét nhanh. Đấy. Để mà đưa em đi. Đấy. Bảo cả chú giáo nữa. Trên cái bệnh án họ ghi là không ác tính. Mà cách đây hàng 8 tháng rồi, 6 tháng, 7 tháng rồi, từ tháng 8 là 6 tháng mà người ta kết luận.
là không có hạch rồi, à không có tế bào ca ác rồi. Thế mà lúc đấy mà không đưa xuống Hà Nội để kiểm tra gia đình như nào mà cứ bảo về chữa thuốc nam, hay là không có tiền, hay là kinh phí nó nhiều. Đấy, thế để như này là để chờ chết à? À, cứ nổi to hàng đống hạch lên này, Em đúng phải không? chờ gia đình thêm 5 triệu. Gia đình xuống thì em sẽ phối hợp với cả anh Thắng cùng vận động thêm mọi người giúp đỡ nhé. Để chờ anh thêm 5 triệu. Nhưng với điều kiện là anh phải đi xuống mổ chữa chứ không phải 5 triệu là anh mua thịt ăn thì tài trợ đi chữa bệnh thôi. Đấy, Có anh nghĩa xuống. là nếu mà gia đình mà đi ấy, Hà Nội ấy, thì là Hậu nó sẽ tài trợ là 5 triệu. Đấy. Thì nếu mà đi thì gọi ngay ông Báo về, điện cho ông Báo về đây bàn sáng ngày mai đưa đi luôn. Đưa xuống dưới đấy xong cái tôi lại phải quay lên Mèo Vạc luôn. Dừng đi Mèo Vạc. Đấy, đưa đi Hà Nội luôn. Ông Hậu cứ vứt xe đây, nhảy xe tôi đi. Đấy, đưa xuống phát xong là lại quay lên đi Mèo Vạc mua máy nghiền đá sau. Đấy, cứu người là trên hết. Đúng không? Bàn sớm Đấy, dừng vào đi Mèo Vạc ngày gia mai đình luôn. chữa đây sưng to cứng ngắc như đá này. Mà chú báo là có số à, chú con số của báo điện bảo báo về xem Có nào. được này. Đi bảo báo thế nào, thằng Đấy, báo nó về có đây, thằng báo đưa đi mới được, đấy, bên này có thằng hai báo phải đi bên cùng. hai bên đều có tiếp đây, đây một cái đây cái rất nhiều luôn. À, chữa xong cái Ổ gì hạch cái thứ như này rồi thế cứ làm nhà suốt ngày ấy hả, không làm ăn được gì? không không làm Nếu gì. ông chữa được bệnh ông khỏe ông làm tháng làm ra chục triệu thì phải hơn không, ông làm 5 tháng là mất 50 triệu đúng không, chữa hết cứ căng ghét thì cứ cho hẳn độ vài ba chục triệu ấy. Làm 3 tháng hòa vốn, cứ làm này là thứ nhất là người nhà lại mất người trông rồi, ông lại là không đi làm được mỗi tháng mất 10 triệu tiền lương đấy, bao nhiêu người phục vụ ấy. Cơm ăn này không làm ra chỉ có ăn và mới ngủ thôi đúng không, có đúng không anh, gánh nặng của cả gia đình Đúng đi chữa, thứ nhất là ông ấy tự chủ động ông ấy kiếm được tiền mang về cho anh nữa đấy. Phải không, anh mang đi chữa thì còn gì nữa. Thế chú có tiền không? Nhà còn tiền không? Còn bao nhiêu tiền? Hai mấy triệu á? À? Còn tất cả là hai mấy triệu à? Ờ thế thì đủ rồi. Cứ đi xuống xem như Xuống nào. hòm hòm rồi, Ừ. xuống cộng với cả em với anh Thắng nữa là thoải mái, mang đi chữa đi. Chú bảo đi ấy lấy ấy về gọi số điện thoại về đây xem nào, cho thằng báo về đây nào. Hạch rồi kinh nhỉ, người 50 cái hạch rồi, khiếp thật. Em mới làm được có 8 tháng bị luôn. Trước đấy là có làm gì ấy? Trước đấy xong Lương ở đấy ổn không? mình thân Là được bao nhiêu tiền? một tháng mấy 8 triệu. 8 triệu là chưa tăng ca. À, tăng Thế ca trước kia tiếp là theo. em đi làm đấy có đã để ra được tí tiền nào chưa? Hả? Chưa để được tí tiền nào à? Trả lợ hay là như nào mà 8 triệu thì chắc là phải gửi về cho bố mẹ đấy chứ phải không? Lúc đấy là em đi làm đấy là em mua xe À đấy, ông mua cái xe là tiền nhưng bây giờ là anh mua phải được cái đi. xe máy rồi gì? Đây. Cái xe máy giờ còn không? Bán luôn đi chữa bệnh Thế à? 88 64 8 tháng được làm được 64 triệu phải không? Thế sao không bán đi để còn đi chữa bệnh? Thế định nằm ở nhà này nó đến bao giờ? Nằm bao tháng rồi? Năm. Một năm là mất 8 nhân 12 Em là ơi, mất 9 ngày. em thằng Báo đi sang bên kia làm gì đấy? Vợ ông Báo. Hả? Bà đi làm nó còn được tăng Nó lương đi cho nhân đâu? viên nữa cơ mà đúng không? Thử cái Làm đâu lương xong cao. rồi lại về đến nhà nhà bố đang ở đang nhà bố chơi đấy. Cúng ai? Cúng thằng này á? Vâng, cũng cũng bố Ôi mẹ. cúng xong rồi Ôi á? cũng không sao mà hết Cúng hạch cho rồi. mẹ á? Vâng. Rồi cúng làm sao hết được, nhà có cả bà mẹ cả đang liệt trong nhỉ, tai Ừ. biến nằm rụng trong nhà Đấy. cả Chết hai người chết luôn. anh thì còn đi làm còn giúp mẹ đấy, nhà hai người cùng làm cái gì chết Thế vừa sáng nay cúng à? thấy đâu người làm. Hôm Hôm qua cúng á? Ôi cúng bái gì cũng mất luôn nữa. tiền.
Thế đưa thầy cúng về à? Thế điện cho nó bảo nó về đi. Em có thích đi viện không? Phải đi. Hả? Không muốn phải đi. Phải đi, bây giờ bạn cứ làm đây. Không phải, bây giờ như này nó rất khó nhá. Hôm trước là đi viện nhưng mà gia đình là không đồng ý cho mổ. Bác sĩ là mổ là ấy rồi, hiểu không? Hiểu vấn đề chưa? Có nghĩa là bây giờ đi xuống Hà Nội mà bác sĩ kết luận bảo phải mổ, thế mà nó không mổ đưa nó lại đưa nó về à? Hiểu không? Mình phải làm việc với ông Báo này, mới cả ông giáo này. Đấy, gia đình này nhất trí ở nhà. Đấy, em vừa nói rồi, anh kể nó ở nhà làm một năm là lương tháng 8 triệu là một năm mất 96 triệu. Chưa kể là nó ở nhà nó còn phải ăn, mất thêm người phục vụ nữa. Gia đình thiệt hại một năm hơn 100 triệu. Đấy, gia đình cũng có dành dụm được hai mấy triệu ấy. Thì cũng chỉ nuôi nó ăn cũng mấy hôm nữa là hết. Mà thì chữa bệnh nó tự nó nuôi được nó đi. Lấy vợ đi. Sao mà hai mấy triệu thì ăn thì tí là hết rồi. Mà đi chữa bệnh thì cho nó còn đi làm. Nhà 10 khẩu. Ở trong cái nhà này. 10 khẩu. Hai lao động chính là thằng này với thằng Báo thì thằng ấy xuống củ rồi. Đúng không? Ông giáo thì làm gì? Chắc bán được con trâu. Đấy, anh lên đưa đi chữa bệnh anh ạ. Để nhà không ổn đâu. Nhưng mà đi là nó phải mổ. Chú giáo ạ. Đi là phải mổ chứ không phải đi. Bác sĩ bảo không mổ là không cho mổ đâu. Phải mổ thì mới khỏi được. Cũng không biết là khỏi được hay không, nhưng bác sĩ người ta khuyên như nào là mình nên làm như vậy, hiểu không? Bây giờ mình là đi xuống viện là phải nghe bác sĩ. Người ta có đào tạo, người ta có học. Đấy, người ta đã cứu nhiều người rồi. Thì người ta tư vấn là mình phải nghe. Ở nhà cúng bái mới cả cứ bảo đắp thuốc, tôi biết là bây giờ hạch lên thằng đống rồi. Chẳng hạn đi viện về con, bác sĩ bảo như thằng Quyết kìa là không được nữa rồi. Thì lúc đấy mình mới làm những cái cúng bái phù phép hay làm cái gì thì làm. Nhưng mà tốt nhất là không cúng bái. Hạn chế đó. Bây giờ nó đau này nó nằm nó hàng 50, hơn 50 cái hạch trong người chứ có phải ít hạch đâu. Hạch nổi vênh cái cổ lên, cổ nhìn đằng trước vào bạnh hết cả ra rồi. Nằm như này được bao tháng rồi em? Gần một năm rồi đấy. Đau đớn, không ra tiền, còn tiêu. Mà nếu mà nó, anh nói với cả em nhá, nếu mà gần một năm mà nói bảo đây ung thư theo còn mày giờ người không còn tí gì kêu oai oái cô con gái luôn rồi. Ung thư một năm mình có khả năng tèo. Đúng không? Bây giờ đi gọi thằng Báo về đây. Xem trong bàn nếu mà được thì mai là anh lại phi vào đây luôn, sớm mai luôn, đi cực sớm. Tối nay anh tiếp cô chú Hạnh Phấn ở Hạ Thành Quán xong cái là anh sáng mai anh vào sớm khoảng 4 giờ phát là anh mới cả Hậu vào phát là cho lên xe là đi luôn. Anh đưa xuống dưới đấy cái lại vào làm thủ tục cái là anh quay ngược mèo vạc luôn cho Báo với cả em ở đấy. Mất ngày rất đơn giản, đúng không? Chữa được thì lên chữa. Lắm người có tiền đang không còn cơ hội dùng tiền trả để em gì. Tiền không làm gì nữa đâu, đến lúc mà bệnh tật rồi. Lúc như em bây giờ anh nói với em là tiền cũng chẳng để làm gì với em. Mất ba mấy chục. Một năm kiếm lại là hòa. Đi chữa bệnh có sức khỏe lại kiếm ra tiền, hiểu chưa? Nhiều tiền luôn. Đúng rồi. Cơ hội còn quá trẻ. Em nhiều lúc em nằm trong giường kia em có muốn chạy nhảy ra như ngoài này như bọn anh không? Đúng không? Đấy. Mình lúc nào cũng nằm ước là bây giờ mình khỏe lại để mình chạy nhảy ngoài kia. Mình đi chơi ngoài kia. Nhìn thấy bọn nó cứ nhí nháo ngoài này mà mình nằm trong đấy có buồn không? Đấy, vợ chưa? Vợ nó thế này, một đứa con này. Đấy, vợ con ai nuôi? Vợ còn trẻ măng nữa. Hai vợ chồng trẻ măng.
Chờ ông Báo về đây, gọi ông Báo về đây xem nào. Ông Báo là anh Giai à? Ờ à, bảo thằng Báo nữa, xin ông Giáo này. Xong là bàn cho bảo gia đình nhất trí. 92 à? 92 đi làm đâu chưa? Ở nhà. Thế là ở nhà cứ nuôi bò trồng cây thôi. Gọi được ông Giáo chưa? Anh Báo, à, Báo chưa? Về sắp đến đây rồi á? À? Đi bộ à? Đi xe đường qua nhà bà Máy về á? Lòng kênh sạch sẽ. Đâu cái lá đắng của mình đâu? Đắng đây. Xào khô chưa? Chưa. Xào khô không biết ta. Cái này là thái ít lòng với lại nấu với lá đắng nhá. À. Lòng với lại cái này nhá. Đấy, lấy cái gan đấy nấu canh đắng. Không một ít thôi. Còn cái này luộc. Luộc hết, lưỡi liếc đấy. Thế đấy em ạ, cái này luộc, hai miếng này luộc. Còn đây là anh thái ít gan này. Ok, ok anh biết. Mới cả một đoạn lòng một nha. Lòng mà. À. Ok. Xong là nấu canh đắng. Canh đắng ngon ngon tí. Ok, em kiếm cho anh cái nồi này, em bán hết thì đấy. Hậu ơi, đây là còn mẹ nữa, xem bị bà mẹ bị xem thế nào. À, cũng bị mấy tháng rồi. Ôi, chú ông con, bà bị sao vậy? Hả? Bị sao? À, nhưng mà bà nói tiếng gì mình không hiểu. Tiếng Mông. Bà bảo chị Pâu Hải không biết. À, không biết. Ừ. Bà có đứng đi lại được không? Tôi phải có người phiên dịch. Bà có đi lại được không? Bị lâu chưa? Bà bị lâu chưa? Hai tháng rồi à? Tay chân lạnh ngắt rồi. Lạnh ngắt rồi. Chân đấy. Ừ. Lạnh ngắt. Lạnh ngắt luôn. Thế à? Ừ. Đi hết cả tất tiếc rồi vẫn lạnh ngắt sờ như đá rồi. Như cũ đi rồi à? Kinh thế mày nói tiếp thật đấy. Nhưng mà bị làm sao nhỉ? Anh ấy đâu rồi? Anh vừa lấy là anh gì nhỉ? Chú Giáo? Chú ơi! Phiên 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 dịch với chú. Là cô bị làm sao? Cái ông Hồng với cả ông Xì này lại bận. Hả? Ờ. Không biết đâu. Thế có đau đầu, đau cổ gì không? À đau bụng rồi. Cháu xin phép nhá. Có u ước cái gì không? Có được sờ ngực không chú? Cháu được, cứ cháu kiểm tra đi, cứ thoải mái. Em có u gì không gì? Chỉ bảo là như kiểu là dạng bị tai biến thì phải không em? Vâng. Đúng không? Vâng. Phải phải là bị tai biến không? Đúng. Ở bên nào bảo bị không? Bị hỏi xem bị liệt bên nào? Liệt bên bên tai. Cô phải đi lại mà. Lúc đầu là bị cả chân không đi được, bây giờ chân đỡ hơn. Tay có duỗi mà. À. Xem bồm à. Há mồm ra, cô há mồm ra, không há được bộp à? À, đây bị tai biến thật đấy. Hả? Tai biến này. Tai biến này. Bên phải. Nửa người rồi đúng không? Ừ. Có cảm giác không? Cô đau. Há mồm ra. Có ăn được cơm không? Ăn được cơm không anh? Được, chỉ có... Uống nước có bị ấy không? Có bị giỏ nước ra ngoài không? Ăn cơm có bị vãi không? Thỉnh thoảng nước dãi có chảy ra không? Bị 2 tháng rồi à? Cô mệt mỏi chưa cô? Đau đầu chóng mặt gì? Cả hai mẹ con, mỗi người nằm giường, đau nhà. À. Sợ thật đấy, nhà này. Thế bụng biết là có đau không? Đau cả bụng luôn.
Đau ở cổ luôn. Đau cổ hay có hạch không? Tôi cũng phải đi kiểm tra đấy. Hả? Sợ có u tuyến giáp ấy. Ui. Tôi phải đi kiểm tra đấy. Cứng. Xem bệnh án nào. Kiểm tra bệnh án đâu xem nào. Thế đi viện tỉnh chưa? Có. Thế không có, không có. Ra viện có cái giấy như của anh hồ sơ ấy. Không có. Khám trước không còn. Hỏi xem ăn có bị làm sao, dễ nuốt không, khó nuốt không? Có. Nước tông cũng có. Ăn bình thường nhưng mà hả? Cái này không ăn được. Không ăn được à? Ừ. Nhưng mà ăn nó có bị vướng không anh hỏi? Không, không có vướng gì không? Không. Cổ là có tức tức không? Anh hỏi là cổ thì bình thường lúc nhiều lúc kiểu khó thở. Khó thở? Ừ. Đêm có ho không? Không. Không ho. Ừ. Có bị đau tức phần nào không? Mà nào là đến lúc mà nó đau lên thì khó thở. À. Đau tức nhưng mà có kèm theo ho không? Không kèm theo ho. Ừ. Đau tức phần này. Ừ. Ăn cơm là không ngon miệng. Ngày ăn một bữa ăn mấy bát, ngày ăn mấy lần? Ngày vẫn ăn 3 bữa nhưng mà chỉ ăn được nửa bát. Nửa bát. Một bát. Ừ. Tôi cho hai mẹ con đi khám luôn. Tôi đi lại được không nhỉ? Đi xuống cái đường này chắc đi được, khênh xuống. Gọi bước con đi lên giường cho xem. Để tí nữa tao bấm số gọi ông Xì với ông Hồng về đây, gọi hai. Lạnh ngắt luôn. Ừ. Sợ như cái tủ lạnh. Chân tay á? Ừ. Đâu đưa kiểm tra nào. Đưa tay cháu xem nào. Anh sợ chân. Đấy, đầu gối mới cả cẳng chân tay. Ừ. Làm trong chân suốt ngày lạnh ngắt. Chân tay lạnh quá nhỉ, chả tỏa nhiệt ra gì nhỉ. Chắc được bao cân giờ như này người này? Bao mấy cân ra? Nó cùng một vòng một viện à? Hai mẹ con nữa mà đi ấy. Hai mẹ con thì cứ cho một viện đi. U biếu hết á? Kiểm tra u biếu á? Vâng. Cổ đang sưng sưng. Cổ á? Ừ. Đầy căng căng. Ừ. Đi ông này hai bên cổ ông này nó còn mềm rồi. Ừ. Cái tuyến giáp ở chỗ này hai bên cổ cô cứng ngắc luôn. Ừ. Đây ông này bị hạch nhưng mà hai bên cổ ông mềm nhũn này. Ừ. Đây á, chỗ này gì? Hai bên sườn. Ừ. Nếu mà nó bị là nó cứng lên chỗ này à? Ừ. Cục sao cục chỗ cục này tao thấy cứng cứng thế nhỉ? Đàn ông thì nó có cục ghế to. Ừ. À. Ít hầu của đàn ông khác, phụ nữ khác. Đợt trước là em toàn là em đưa chồng đi à? Anh Báo có đưa đi không? Không ạ, em đưa đi rồi. Đợt này em đi à? Hay là nếu mà đưa đi? Đi thì chắc vẫn em đi. Vẫn em đi á? À? Ừ. Bạn là sinh năm bao nhiêu? 2001 ạ. Phải có đàn ông đi chứ. Bây giờ nếu mà cả cô đi thì đàn ông. Bảo bố đi thì bố cũng biết tiếng Kinh mấy. Là anh trai thì anh có con bé thì biết con đi. Ừ. Thế bạn biết tiếng Kinh không? Đấy, bên này giỏi. À, giỏi. Hai, nói chung là thằng em này nó vẫn đi lại được. À. Thì dìu giấc vẫn được, đi sợ mổ miếc nên gì thôi. Thế bên bác này đi ra viện người ta kết luận như nào ấy? Có kết luận không? Không biết. Không biết là thế hôm đấy là ai đi đưa... Báo, thằng Báo về đây mới biết được. Em có biết không? Đi là chồng của em với em đưa mẹ đi. Thế bị sao bác sĩ bảo nào? Tai biến mạch máu não gì nữa không? Chỉ thế thôi. Ờ, kết luận là tai biến mạch máu não à? Thế có cái giấy tờ gì không? Giấy tờ đấy là có kết quả là để bác sĩ hết không mang về. Không mang giờ nào về? Không. Sợ mất à? Không phải sợ mất mà là bác sĩ không đưa cho. Thế à? Tai biến mạch máu não. Không, tai biến thì đúng rồi nhưng mà có bệnh khác nữa. Tức tức bụng xong. À đây ông Hồng chào nha. À. Ê, chào. Chào Hồng. Xì có xuống không? Xì đi trồng ngô rồi. Trồng ngô rồi à? Ờ. Đang bảo là về đây để tí nữa thằng cả thằng Báo về đây. Thôi được rồi, tí nữa ăn cơm anh em mình trao đổi, ngồi uống nước á. À, xem là
Hậu nó cũng hỗ trợ 5 triệu. Đây có 1 triệu nữa của anh chị Hạnh Phấn nữa gửi vào. Thì gia đình bổ sung thêm chút tiền để đưa cái thằng em này bây giờ cứ nằm ở nhà mà cứ kêu bảo là đây là, cứ nói thẳng luôn là gia đình là nghĩ là ung thư, cứ bảo mổ ra là chết đúng không? Nói nhanh là như vậy, nói đây là nói xanh chín luôn để cho anh em biết. Nên là ung thư hay không thì là phải bác sĩ kết luận, hiểu không? Không có ông nào mà tự có qua trường lớp nào mà tự nhìn mà cứ ngồi đây mà thầy bói xem voi được, hiểu không? Nên là các anh là phải nghe, đi xuống dưới viện kia, tiền xe đi thì không phải mất xe nữa rồi. À, đi là hỗ trợ hết rồi, chở xuống dưới đấy kiểm tra bác sĩ bảo như nào thì mình làm như vậy đấy, trừ khi chẳng hạn là bác sĩ bảo nó hàng trăm triệu vài trăm triệu cơ thì là, hoặc là nó cái số tiền nó rất lớn hoặc là không thể mổ được, không thể cứu chữa được thì ta mới đi về nhà. Chứ còn bây giờ với cái số tiền mà nó khoảng 20-30 triệu thôi, gia đình cũng hỏi gia đình rồi là cũng có khả năng có được thì bây giờ nên là đi. Còn người còn của, người còn trẻ như này, chữa bệnh xong còn đi kiếm được tiền. Bây giờ người mà không đi làm, không đi ấy gì thì làm sao mà có tiền được. Bây giờ hai người đều nằm ở đây đúng không? Anh Hồng công nhận không? Công nhận. Người nằm giường này, người nằm giường kia. Lấy đâu ra lại còn chưa kể là đến người chăm ốm nữa. Đúng không? Thế thì làm sao mà ấy được? Làm sao mà không đi làm ra tiền được? Đấy, thế nên là gia đình anh Hồng tí nữa cũng nói luôn với gia đình là khuyên cho gia đình là nên là đi đưa đi viện, hiểu không? Bảo bác giáo rồi nữa, bảo thằng báo nữa. Đấy, gia đình là sáng mai thay đổi lịch luôn, sáng mai sẽ đi luôn, đưa đi sớm, đưa Hà Nội luôn. Quá Ừ. Nhưng còn không mình thì không đi thì làm sao biết được. bây giờ cứ ở nhà, thằng em có đi không? Hả? Có đi viện không? Mình không đi viện là cứ nằm ở Ở nhà này nhà thì thì không biết. biết đâu được. Đúng rồi. Ừ. Không nên đi viện thôi. Nó bảo thằng báo vừa gọi thầy cúng về cúng quà đúng không? Vâng. Cúng bái phù phép gì? Cái này là không phải là ma, cái là dấu bảnh thì mình phải đi viện mới biết được, đúng Chắc là tự nhiên nhà hai người chị là nghĩ là có ma. Đấy. Đi đồ mà. Bây Tiền giờ đi đi cúng được viện. chưa, cũng đi khỏi rồi. Cúng tiền mất thời gian. Mình là cứ phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào á, hiểu không? Nghe bác sĩ để kiểm tra xem nó như thế nào. Nhưng còn bây giờ mà cứ bảo là ma mãnh thì không ai biết được đâu. Gọi là trấn an tinh thần chút thôi nhá, cho gia đình Là yên tâm. chân ăn cho nó yên tâm thôi. Ừ. Chứ còn đừng có một nói bảo cái nữa, khỏi. là phải đi viện, Ừ. bác sĩ mới kiểm tra được. Mình thì nhìn thì không không có khoa học kỹ thuật, mình làm sao nhìn được, Rồi. đúng không? Nhìn bên ngoài thôi. Không, cái này phải mạnh tay luôn, nói luôn. À, anh nói với em, anh nói thật là khuyên gia đình em ấy, chân tình đấy. Anh đi cũng gặp nhiều trường hợp rồi. Có những trường hợp đấy anh quyết là không thể nào mà chữa được, cái tiền chả làm gì nhá. Thật ra là anh quyết bây giờ lại khỏe lên rồi, đúng không? Khỏe đây, thằng này bây giờ nó trẻ, nó suốt ngày nó nằm nghĩ buốt đầu lắm, hại não lắm. Còn trẻ mà còn người thì còn quả tất cả Ừ. đấy. Còn sau này Mày tiền thì mình còn kiếm được, tiền về thì lại mình đi kiếm tiền. giỏi thì mình còn kiếm đi làm được. Đấy, con người thì ra bệnh tật thì phải đi ấy chữa thôi. Không chữa thì mình còn trẻ, mình còn tương lai còn lâu dài, tiền mình còn Bạn nó cứ làm bảo nhà được. là gia đình bảo là hôm trước là bảo đi mổ kiểm tra nhưng mà bảo là không cho mổ đấy. Thế bây giờ mình nhất trí là đưa đi viện, nhưng mà đưa đi viện thì gia đình phải nhất trí cái việc đó, hiểu không? Ra đấy tự nhiên đưa hẳn xuống Hà Nội, xong là gia đình lại bảo là không được mổ đâu, không được ấy đâu, không cho mổ, không cho ấy thì làm sao, đúng không? Ừ. Nên là tí nữa ăn cơm xong rồi phải nói với cả gia đình, nói với chú giáo để cho biết. Đó. Bây giờ cho đi luôn thôi.
cho đưa đi luôn, đưa cả bà đi luôn nếu mà bà. Nhưng mà này, anh nghĩ tai biến này nếu mà đưa xuống mà bảo tuyến giáp tuyến giếc thì liệu có mổ được không? Tuyến giáp à? Tuyến giáp là một tùy, không phải tuyến giáp nào cũng mổ được đâu. Thế nhưng mà biết đâu được. Thôi bà hay là cứ để nhà thôi, tai biến thôi mà. Cho ông lấy đi chữa trước đi. À. Bà vừa ấm xịt thuốc rồi. Có vẻ là cũng ấm ấm lên rồi. Đi tặng bà chai nhá. Anh chồng nó nhỉ? Để kìa, anh một chai này nhá. Đấy là ông giáo. À, chú à? Mày cứ anh con anh ông ấy. Quá. Ừ, ông này lấy vợ sớm. Thế nhá, thế là tí nữa chờ báo về đây xong để bàn nhá. Thế cứ thống nhất là quyết là đi nếu bác sĩ như này nghe bác sĩ hiểu chưa? Hả? Nhá. Báo chưa về? Chưa, đang đi đưa thầy cúng. Sao nửa chỗ đấy thôi, nhiều đắng đấy. Thế chỗ này luôn. Không, không. Thế này, này, băm thái băm nhỏ này mà. Nhiều này. Hết chỗ này luôn. Nồi to lại tướng, kia cho còn thừa cho hết bằng kia, luộc hết một nồi. Thành đắng á? À? Không thì để. À, sao? Đây. Đây là cái lá đắng nhé. Các bạn nhé. Bây giờ cho vào đây vào đi. Lá đắng này. Đấy. Có nhiều bác cứ hỏi Thắng để mua lá đắng chữa mát gan đây. Đây mát gan bổ máu, bác nào ăn cái này đây. Lá đây, người dân tộc vùng cao mà Thắng hay nấu đây đấy, loại này nhá, một người Tày ở nhà hàng Tất Thắng có đây, có món này. À, khô chưa? Khô rồi, chảo khô rồi. Cho nó khô chảo khô rồi. Khô chưa? Chưa, nó khô chảo đi cho vào. Món này cực tốt. Dạ rồi, cho vào. Thế luôn nhỉ? Nấu nhiều quá nó đắng. Chỗ này em phải nấu được 3 bữa. Ngộ. Thế được bằng này thôi nhé. Ừ, cho thêm. Vâng, cho vào. Đấy, chỗ này phải nấu đến 3 bữa. Đấy, cất đi. Mà hãy nấu tiếp. Thế này cất, tí nữa xách xuống. Ừ. Được rồi, bắc xuống. Xong. Đấy, đào đi. Đào nhanh rồi, miết. Miết luôn. Đấy, miết ra đây luôn này. Đấy, thế là được nồi canh đắng. Đây là bố vợ à? À, bố vợ về chơi. Biết con rể ốm à? Đấy. Cái lá đắng này là anh chị Hạnh Phấn rồi cũng đến nhà hàng của Tất Thắng ăn ngon quá. Và Thắng biếu luôn một ít. Đấy. Để về bên Úc ăn. Đấy. Anh chị ăn vào ngọt. Đắng ngọt. Rồi. Được rồi đấy anh Sự ạ. Cho mấy cái cậu này đã ra cái này thuốc ấy. Thuốc ấy. Thuốc vào người ấy. Đấy, tí nữa các bác xem. Cái này đến Hạ Thành Quán cũng có món này nhé. Món của người Tài. Mày đưa thầy cúng về à? Báo. Tí nữa lên nói chuyện với gia đình tí nha, ăn cơm nói chuyện nhá. Đây, đổ vào nồi canh đắng. Đây không vào. Ngon đấy. Úi giời, nồi này chấm hết luôn, riêng anh Sự thì. Không biết là lúc tuyệt đỉnh công phu luôn. Cho súp sợ tí nó mặn này hỏng. Mặn gì? Mặn thì bảo anh Hồng anh ấy cho. Chưa. Anh Hồng anh cho em cái lửa kia mạnh vào cái không để tí nữa. Xem cái thớt nào ấy, bảo nó hơ đi rửa để ấy đấy. Kìa nướng củ cải kìa. Nướng củ cải kìa. Nướng củ cải ăn ngon hơn khoai.
chú thử nướng em, bọn anh ăn suốt mà. Nướng củ cải á. Hoặc sắn nhỉ? Đây, cho trong kia. Sắn nhỉ em nhỉ? Nướng củ cải. À bảo từ từ khéo phải bảo anh Hồng hộ cái măng kìa. Măng thái luôn kìa. Không bảo báo đâu. Hả? Không bỏ. Nó bảo là bây giờ lấy thuốc kia nó đang khỏi một cái rồi. Khỏi cái gì? Nó bảo khỏi một cái rồi. Gia đình đang bàn à? Ừ. Thôi được rồi, anh thôi không can thiệp, cứ kệ nó tí nữa em hỏi. Nó đi là đi, còn không đi thì thôi. Ừ. Mình chỉ khuyên nữa. Bây giờ là bố vợ của em ấy cũng sang rồi, là gia đình của em thằng Báo cũng đang về, đang họp bàn đúng không? Đang bàn. Cứ để tí nữa. Không, nước bằng đấy thôi, uống canh đắng là được rồi. Quá. Đâu có cái lá đắng đâu. Sôi lên rồi cho vào thôi. Măng sáng nay đi đào ạ. Cũng mệt đấy nhưng mà đây, công đây. Việc mình đi cố đấy tí nữa ui lại thiết đầu công này. Ừ. Hôm qua anh em mình vào âm binh nhà ông cảnh ác quá cho hai anh em cùng khai phát măng đắng ở dưới vườn này. Măng này chưa đắng đâu. Măng này vẫn là măng ngọt nhỉ. Măng đắng nhưng mà nó đã mọc thì chưa đắng đâu mà. Ừ. Được đĩa đấy nhỉ. Cái bảo từ hôm qua đấy. Bảo từ hôm qua này. Hôm qua mới. Lại bảo anh Thắng vào cái là nấu cơm ngay. Nhà này rất là thấy nhỉ. Đảm bảo uy tín đấy. Em đã dặn là để em mua thức ăn rồi mà. Nhà vẫn nấu. Nhà rất có thì nấu thôi. Này, mày cắn cái đít này xem. Ăn đi. Cắn đi. Ngọt đúng không? Ừ. Ô, nghe ok phết nhỉ? Ấy giời. Được. Quý lắm mới cho đấy. Xem cái quả củ cải nướng của chú nhá. Được không? Cái này vẫn ăn được mà. Ờ, đây cho đoạn lên nữa. Ngon mà. Ừ, bổ bổ thôi. Vâng. À, em xin nhá. À, ok đấy. Được đấy. Ăn măng sống. Trước khi đào tranh nhau ăn củ măng. Ôi đây mấy củ đây? Này ngọt đấy đắng. Đắng nó sao cùng vào không? Ở đây sao một củ ấy thôi cùng nữa nhá. Bóc nhanh. Đây cành nắng. Mai làm nếu mà đi nó mới làm. Ôi trời, khoáng lên. Khoáng lên. Nồi cành đắng vào đâu. Úi giời ơi. Thấy chưa? Thế mà anh Sự bảo cho hết vào nó đắng hết. Vỡ mặt luôn. Ôi bác xuống rồi em nhỉ. Bác gói chín rồi đấy. Đẩy vung vào bác xuống. Hả? Bác xuống không đẩy vung vào. Ơ bác xuống ạ. À, đẩy vung vào anh bác cái kia nó đỡ bị bụi. Để sát đây cho nóng. Rồi còn món gì nữa nhỉ? Măng xào nữa thôi à? Ui đừng thái cái cây đấy anh ơi. Già lắm. Đắng. Thái kia kìa, thái củ kìa. Cái này bóc cái lá thôi. Ờ nếu bóc lá thì được. Đắng lắm. Kìa nướng bắp cải kia phải ngon. Em đang nướng rồi. Đâu? Bắp cải ấy. Còn bắp cải nữa. Ờ, bắp cải trong bóc.
Nó đồ đây. Ăn ngọt. Em cho củ sắn vào. Rồi sắn nấu. Củ sắn một lúc rồi, chín luôn. Để anh cho củ sắn vào. Từ toàn này, thành toàn này nấu về nó mới không đáng. Cái này là cái gai nấu cho ít nước mà. Nếu mà thái mỏng. Có chín tí là kêu. Mà xì ngon là kỹ, xì ngon. Mỗi tổ này, chúng ta hưởng một mình nhá. Chuyên tích là anh em mình hưởng cùng nhau. Nhà này hôm qua cúng mổ một con lợn rồi đúng không? Không mổ lợn. Đây này. Hả? Lợn cũ này. Đây này. Thì lợn chưa hút kéo luôn. Dạ. Thì Tết đi. 3, 4. Còn nữa. Âm 1, 2, 4. Tuần nữa em có bằng. Chưa miếng thịt kia chưa được đâu. Lòng ạ. Được đấy. Cái thịt kia anh đảo tí rồi nó cho gừng vào để đảo trộn lên nữa thôi mà anh. Xong cái thịt cái anh hót ra luôn, xong là cho mang này vào xào luôn. Có mỡ lợn không? Vâng. Cái này là để làm ăn thế này. Cái củ của nó bở nhỏ lắm. Cẩn thận không có mặn. Thế nào? Bổ đôi nó ra anh ạ. Còn măng cứ để anh Sự. Ôi giời. Riêng anh Sự thì măng thì khỏi phải nghĩ. Chuyên sở trường măng đắng. Sao không cháy nó không lấy tiền. Nấu cơm chuyên ngồi đầu khói. Đầu là chuyên bị cọc, gọi là thiết đầu công. Nấu cơm chuyên hít khói. Cứ phải hít khói cơ. Được đấy. Đấy, Sự là món tóc gác bếp. Quả. Tóc anh Sự gác bếp luôn. Cái này cho bột canh ở nhà anh Sự nhà anh Hồng nhỉ? Cho bột canh rồi. Cái khói này nó yêu quý anh đi đâu nó chạy theo anh đấy. Hôm nay thật này. Hả? Sao? Họ vừa ăn xong kem ngon. Ngon gì? Củ đấy. Ớt vừa thôi em ạ. Làm 2 bát thôi. Anh à, lưỡi có xương à? Lưỡi có xương. Anh tính gì vậy? Bảo nó chạy em đây xem nào. Mày rang luôn cả muối hạt to vào đấy báo. Muối hạt to á cho vào cái muối hạt đấy. Không tí nữa dã cùng mới ngon. Chấm cái này mới ngọt. Món lưỡi bây giờ. Cái đoạn trắng trắng kia thì ngọt lắm nhỉ. Cho bằng đấy muối vào đúng rồi. Loại này mới ngon. Nhiều không? Cho hết cái thìa đấy đi. Cho hết luôn. Mặn quá, mặn quá. Được rồi, đảo lên được rồi bằng cái đó. Đấy, cho ra bát dã ra. Cái này cháy nhanh rồi. Đấy, muối nổ rồi đấy. Có khách ấy, nhà có khách ấy. Nhà ai có con chim khách, lách ca, lách cách thì mất kỳ đà. Úi dồi, mất ớt rồi. Măng khéo được rồi đấy, kéo dừ quá rồi đấy, chuyển sang măng hầm chứ không phải măng xào rồi. Đây được 2 đĩa không? Ui dồi, máy 4 đĩa. Gia đình vừa bàn rồi à? Bán chuyện rồi à? Bán chưa? Đang nói chuyện. Đang nói chuyện.
chuyện với mẹ đúng không? Vẫn bàn à? Vẫn bóng bàn như thế này thì bao giờ mới sang bóng chuyền được. Con vào trong này luôn nhỉ. Cạ quạ vẫn được. Có phải giã nó khắc miết phát là nó vỡ mà. Mai có lễ hội chọi bò đấy, lớn nhất khu vực miền Bắc đấy. Chọi bò Bảo Lâm. Ngày mai à? Ừ. Đi xem nè. Có bằng. Xem. Xem không nhớ có tiền. Xem phận mua. Mua vé á? Mua bò á? Ừ. Bò trọi mua về thịt. Làm thịt bò gác bếp. Con nó thua cơ. Ừ. Con nó đã thua. Nó thua thì mụ, nó mổ mà. Nó bán mà. Ừ. Bán rẻ mà. Sắp rẻ rồi đấy. Khoảng 5-60 triệu. Ừ. 5-60 triệu một con. Từ nhà bố vợ em về đây bao xa? Bố em á? Ừ. Đi xe máy đi mà đi bình thường thì tầm 2 tiếng rưỡi. Chú mà em lên cho quà ấy, Thường Tân ấy, lên trên một tí đi. À? Em đi đường đi Đồng Hầu chưa? Đi rồi. Ngàm phe đi. Đấy, ngày chú chú. Ngàm phe. Ngàm phe kia là ở tích trên kia rồi. Nó ở đoạn bên dưới là mà chú. Ở dưới cái thác thác gần đường ấy nè. Này. Lung Hảo. Ngay cái suối dưới này. Ừ. Cho chú bằng bằng ấy. Chú mà có quán thì nhiều kia đấy. Ừ. Gan con này chắc chắn là ngon. Nhìn là biết. Tôi thử miếng nha các bác nhá. Tôi biết luôn rồi. Thử cho cậu ăn nhá. Qua nhìn là biết này. Ôi. Gan con này ngọt lắm này. Cẩn thận đấy. Mềm dã mềm luôn. ăn lứa lợn này tí rồi chưa ăn người chưa ăn gan con nào mà nó mềm nữa đã rồi thật thật luôn thơm cực gan con này thơm lắm thôi đừng có tên đây. Em test là được rồi, anh test là cái gì? Thơm lắm. Có nhận gan còn phải ngon rồi. Được chưa nhỉ? Bày chưa? Xong chưa? Lên mâm lên nhỉ? Bắt nó lên mâm. Hả? Cho bắt nó lên mâm thôi. Mẹ chinh hồ lên mẹ, ba chinh hồ lên ba. À lòng, ấy, ui dồi. Mét lòng luôn. Gan con này ăn như kiểu giò lụa ấy, mềm thật. Ấy, ấy. Chập 3, chập 4 vào thái một phát. Đấy, lòng con này là lòng ngôi sao nhá. Đấy. Đấy. Anh sự anh mua được đúng lòng ngôi sao à. Đỉnh cao rồi. Đấy. Vàng khè luôn. Vàng khè luôn. Đấy. Rồi rồi. Vàng lòng ngôi sao. Sao này sao hỏa. Lòng hơi mỏng rồi. Bằng này cho cha ăn xíu. Ờ rồi. Rồi. Sao rồi? Rồi hết bằng này rồi. Hết rồi. Rồi. Được rồi. Đấy. Gì đây? Chôn. Rồi thôi không cần. Rồi. Bốc chia đi. Mấy đĩa đây. Không, nước chấm thì chỉ cho bột canh hoặc là muối thôi, muối là được rồi. Không cần bị chính đâu. Này chia ra làm 2 bát. Ừ, đấy, ngon đấy. Cái khô này mới ngon. Rau thơm. Thịt chuột à, cái món đấy. Dạ, chuột à. Thịt.
Hả? Dê à? Câu con chia chuột à? Con cắm mèo. Ối này phải bày ra thành hai mâm đi, bày dài dài ra anh sự ạ. À, anh Hồng ạ. Bỏ bỏ khỏi ra khỏi mâm đi. Bỏ ra khỏi mâm này. Ừ. Ok, cái này để anh làm. Làm gì thằng này vẫn làm nước chấm nữa? Không, em mới có gọi ớt tí nhai. Ừ. Ớt khô ngon mà. Nhai cho nó ròn. Đấy, đổ canh đắng luôn. Đấy. Ra này ra luôn. Ừ. Đấy, thế là ngồi thoải mái. Còn canh đắng nữa là xong. À, có canh đắng nữa nhỉ. Ừ. Ấy, canh đắng ấy, món canh đắng này hấp dẫn nhất ấy, chờ đợi nhất món này. Đâu rồi, gia đình đâu hết rồi, bảo lên cơm thôi. Làm gì dưới bếp này? Hả, anh Sử, gọi người cái. Nó mỏ à? Làm gì dưới bếp này? Đâu bố vợ đâu biết đâu, gọi đến đây. Về đây. Báo biết đâu, ngồi đi. Sao? Không ăn à? Được ăn cơm đi chú ơi. Anh bố vợ mệt à? Bố vợ mệt à? Hôm qua ngồi quá. Anh là con à? Hay là con rể rể, con rể anh em chứ nhỉ? Chú rể thôi đúng không? Anh rể. Anh rể à? Thế là ông bố vợ ấy này bao tuổi? Anh là 40 mấy nhỉ? 40 à? Anh hơn em 3 tuổi. Anh có con dâu rồi chứ nhỉ? Con rể đấy nhỉ? Đó, có con rể. Có cháu chưa? Có rồi. Ông nội à? Ông ngoại. Ông ngoại à? 40 ông ngoại rồi. Mình 37 chưa gì. Tháng vậy đợi 50 đi. Ờ. Hai em mình ngồi cạnh nhau. Đâu báo đâu? Hai mình qua sang đây đi. Cái địa chỉ non nó là. Không ăn à? Không ăn được à? Ôi sới cơm mà uống canh đắng á. Ôi dồi ôi, thuốc rồi anh ơi. Đang thuốc vào người. Giời ơi. Món thuốc. Hậu làm mát canh đắng đi em. Ôi dồi ôi, ăn đi. Ôi dồi ôi. Ăn cơm xong bàn đây, bàn luôn nhỉ, nói trao đổi luôn để mấy cả gia đình, vừa nghe gia đình cũng nói chuyện qua rồi và ông thông báo. Hả? Không, bữa nay là nói chuyện mẹ đang ấy hôm qua cúng xem như nào. Hỏi xem cúng là có khỏi không gì. Anh cũng trao đổi vừa ngay đến đây rồi, vừa ngay cũng nói chuyện qua rồi mấy cả ấy rồi. Thì đang bảo là muốn nếu mà gia đình mà nhất trí thì mai anh đưa thằng em kia đi. Ngon đấy. Thì là nếu mà nhưng mà đưa xuống đấy thì bác sĩ mà bảo là mổ ấy thì là gia đình cũng phải nhất trí là mổ. Chứ còn nếu mà gia đình mà không nhất trí thì nó cũng khó lắm. Đấy. Và thì cũng có hỗ trợ, hôm trước thì cũng đưa 5 triệu rồi, hôm nay có hỗ trợ 1 triệu nữa. Thì Hậu nó cũng đi thì hỗ trợ được 5 triệu nữa. Thì còn đâu là tiền xe thì anh chở xuống. Nếu mà gia đình nhất trí được thì mai anh chở xuống Hà Nội. Thì em đi cùng hay là ai đi cùng đấy. Có một người đi cùng. Đấy, để ở đấy cùng thăm khám. Rồi là bác sĩ mà bảo là mổ về lấy sinh tiết để kiểm tra về ấy như nào thì
xem gia đình xem là có ừ không mà nhất trí có đi không. Đấy. Còn không thì mai là anh xong anh đi Mèo Vạc rồi là không có gọi anh được quay lại đâu, khó lắm. Nhá. Thế là gia đình xem xét xem là có đi không. Hả? À? Thế thì xuống đấy là khoảng tầm 10 ngày đến 2 tuần. Ừ. À, đấy phải có châm để còn đi lại giấy tờ thì anh gia đình cho một người biết tiếng kinh ấy. Tiếng phổ thông. Nếu mà đi thì bảo để sáng mai là sẽ vào đấy vào đây đón. Đấy. 4 giờ. 4 giờ đưa đi. Hay là cứ để cho bàn kỹ đi, tôi đi Mèo Vạc rồi về đưa. Hay như nào? Có bàn tiếp không? Gia đình có bàn tiếp không? Em thì chả có gì đâu mà nhưng mà có nghĩa là mẹ bảo là nhiều quá thì sợ mổ nó ảnh hưởng như nào. Không, mẹ em thì anh không đưa đi. Còn thằng em trai kia thôi. À, có nghĩa là gia đình em là đang nói là nhiều quá là mổ nó thế này thế kia gì. Đấy là thế này, gia đình bàn kỹ đi, không đến lúc lại đổi tại anh Thắng mới gả Hậu nhá. Đây là gia đình bàn. Còn anh đi Mèo Vạc nếu mà được thì bảo thông tin lại cho anh mới gả Hậu. Đấy, còn không đến lúc là mà anh bảo là không giúp nữa là thôi đấy. Đấy, nhá. Thế là nếu mà tạm thời mà cái gia đình em mà cần phải suy nghĩ mà không đến lúc là đưa đi lại bảo là anh Thắng với cả Hậu rồi là người anh Hồng rồi là vận động vận viếc này đi nọ đi xuống đấy là tại các anh là nhà em mới như thế này thế kia mệt lắm nhá. Thế cứ để gia đình suy nghĩ thôi. Còn đấy là gia đình suy nghĩ cần thì gọi lại anh nhá. Đấy, thì anh mai anh đi Mèo Vạc đấy. Còn để làm đường tại vì cũng nhiều nơi cần anh đi đến nơi đấy. Còn nếu mà gia đình nhất trí luôn thì sáng mai 4 giờ lên xe đi Hà Nội luôn. Đấy, xuống dưới đấy cho một người hoặc hai người đi cùng biết thành thạo tiếng phổ thông, xuống đấy để bác sĩ hỏi gì và trả lời nhá. Đấy, còn nếu mà gia đình vẫn còn suy nghĩ mà phải xem xét này nọ là mổ ra là nó thế này thế kia nguy hiểm thì gia đình cứ ấy. Còn đắp thuốc đắp viết gì hay là cúng bái gì đấy thì là của gia đình đấy, đấy, anh nói thế thôi. Rồi tốt nhất là gia đình là bàn đúng không? Phải không chú giáo? À, vẫn đang suy xét phải không? Bàn đúng không? À. Thôi thì ăn cơm đi, mời gia đình. À. Mời. Câu chuyện đến đây là tạm thời dừng ở đây nhá. Ăn cơm đi em. À. Ăn cơm đi. Hai bát canh đắng thôi. Còn quá. Mềm mềm ăn ngon. Chúng đắng cực ngon luôn đây, tí không bê thuốc quá ăn không đãi. Được không? Đắng được không? Ngon phê nhỉ. Cho tí ớt khô vào nữa. Đúng rồi. Bây giờ mới ừ đúng rồi. Đây là ăn rất thơm ngon dai. Được. Dê à? Vâng. Wow. Đấy, dê đấy. Dê, móng dê. Mày ăn nhiều miếng đấy cho có sữa. Mày lấy mút. Cứ bảo ngu như bò, ngu như trâu mà trong bụng nó vẫn có sách ấy. Dê có sách luôn. Ừ. Sách trâu luôn. Đúng. Nó nhiều tờ lắm. Nhiều trang. Nhiều trang lắm. Con này đang ôn thi đại học. Đúng rồi. Thế là anh em mình lại đi chuyển kiếp cho nó luôn. Đang chuẩn bị thi rồi. Nó thi xong rồi. Thi xong rồi. Thế là ôn lên tiến sĩ à? Ừ. Đấy, ngon lắm à? Ngọt không à? Sao ấy? Ngã à? Ăn con dê có vẻ ok đấy. Ăn thấy ngon. Dê là thịt nó sạch nhất ạ.
nói chung là dễ ăn sạch nhất. Đúng rồi. Còn nhiều cay nắng. Cái nắng này như gan. Đông cho tí thôi. Đúng rồi. Gan nhá. Mát gan luôn, ăn mát gan luôn. Đây cho anh tí nước thôi, nước đắng thôi. Nước thôi nhá. Đừng có múc cái vào nhá. Được rồi. Thắng nhiều rồi, bây giờ mình đắng mồm rồi. Đắng ngon chưa? Ngọt lịm luôn. Măng đắng ăn ngon cái này. Đấy, nước đắng ngọt lắm. Cái gì ở ngoài nó đắng thì ăn vào nó mát. Cái gì mà ăn vào ngọt thì là nó nóng. Ui, làm cái ớt này cay quá. Cơm cho tí cơm nhỉ, làm tí cơm cho khỏe người quân. Qua ăn cháo nhà bà Viện giờ về đói quá. Sáng nay chưa ăn gì. Cháo ăn có no gì đâu. Ừ. Ăn nước. Ừ. Ăn nước thôi. Ừ. Đi ra ngoài đói. Cho vào giữa. Anh em cùng chấm. Cơm xong rồi, bây giờ thì Thắng không biết lấy nào, nhưng mà cái số tiền của anh chị Hạnh Phấn là tốt nhất là Thắng là cứ bàn giao lại cho gia đình nhá. Yeah. Để cho gia đình làm việc. Đây, cháu gửi chú giáo là cầm hộ cháu, gửi cho em trai kia 1 triệu. Thắng gửi cái số tiền này lại là tiền của anh chị Hạnh Phấn nhá. Trong video thì các bác xem cũng biết được cái nội dung mà hôm nay Thắng vào với cả gia đình như nào rồi. Còn qua trao đổi thì gia đình vẫn cứ quyết định là để lại nghiên cứu. Vậy vì là vừa cúng xong, nói thẳng là vừa cúng xong. Đấy, gia đình chào, xem không? Rồi là đang uống thuốc nữa. Đấy, có bảo hiện tượng đỡ đỡ. Đấy, là Thắng nói nghiêm túc để cho các bác nắm được. Phải không anh Hồng? Thế nên là thôi thì Thắng cũng chỉ nói vậy thôi. Đấy, tại vì là các bác biết rằng đưa đi nó xảy ra cái vấn đề gì mà gia đình là không muốn thì nó cũng khó lắm. Tại vì xuống đấy toàn những người đây là cũng không hiểu nhiều, xuống Hà Nội nó loằng ngoằng lắm. Rồi phải ký cá cái thứ này nọ giấy tờ vào đấy, và khi mổ, trong mổ thì lúc nào cũng có cái sự cam đoan, phải có cái sự ấy này, cam kết này nọ trước khi mổ. Thế mà Thắng là người đưa xuống thì Thắng đây không phải là trốn tránh trách nhiệm, không dám, không bận động, nhưng mà đây là này, Thắng cũng đã nói rồi với gia đình rồi. Đấy, và gia đình vẫn cứ quyết chí là để em ở nhà để xem như thế nào. Đấy, còn Thắng thì lúc nào cũng trên tinh thần là giúp đỡ thôi. Rồi cháu gửi lại tiền nhá. Chú giáo cầm 1 triệu giúp của anh chị Hạnh Phấn. Còn tối nay thì Thắng sẽ tiếp anh chị Hạnh Phấn tại Hạ Thành Quán. Anh chị Việt Kiều về nhưng mà lại thích ăn canh đắng. Thắng lại còn phải tặng cả cái rau đắng đấy. Thôi đi nhờ. Xong anh em mình nghỉ ngơi xong mà xuống rồi nhờ. Làm tí nước trà xanh đấy. Nên là muốn trà xanh. Đấy. Đây trà xanh này. Làm cốc trà xanh. Trà Hà Giang. Sao anh Hồng thu tiền điện nhầm à? Anh họ gọi điện vào cái nhầm. Rồi. Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo.